Xin chào, năm chào anh em. Ngày hôm nay tôi đến thăm xưởng của anh Đặng. Đầu có là anh Vương Nhâm, Canvis, chuyên độ xe VinFast. Và tôi nghĩ là ngày hôm nay tôi sẽ làm thợ phụ cho một anh chuyên độ ghế điện. Đức ơi, anh nhờ một tí. Và đây là anh Đức, một kỹ sư cơ điện nhỉ, cơ điện tử. Tức là cơ điện tử ô tô, tức là điều khiển các cái chi tiết mà cơ khí ấy, bằng điện tử. Và ngày hôm nay tôi sẽ đóng vai trò là thợ phụ cho anh Đức để làm cái, hôm nay mình sẽ độ cái bộ điều chỉnh ghế điện, hàng ghế sau ở trên xe Lux. Và ngày hôm nay tôi làm thợ phụ đấy, thợ phụ thật. Mời anh chủ vẫn cứ làm việc bình thường. Đây là một cái lựa chọn mà tôi nghĩ là không phải là dễ dàng. Đây là độ toàn bộ ghế điện cho hàng ghế sau. Tuy nhiên là không có việc gì là bất khả cả, không có gì là không thể cả. Vấn đề là bao nhiêu tiền thôi. Như mọi người ở đây có thể thấy là cái xe này bây giờ nó đã điều khiển được cả lên cả xuống. Theo cái đây đang kính. Xin lỗi vì là có một công tác chuyển đổi đây. Ok. Có một điều đặc biệt ở cái cơ chế này là điều khiển này, nó sử dụng cái cơ cấu của điều khiển cửa sổ. Đó là mình sẽ không phải chế chéo nhiều về hệ thống điện. Đấy. Nhưng mà nó lại phải có một cái là công tác chuyển đổi ở trên cái bệ detail này. Tức là khi mà mình cần chỉnh ghế thì mình sẽ phải ấn nút bên dưới và sau đó dùng cái nút điều chỉnh lên xuống của cửa sau để điều chỉnh. Bình thường thì nút này để lên xuống kính. Lên xuống kính. Nhưng mà khi mà chúng ta chuyển xuống ấn cái nút này thì nó lại trở thành cái nút điều chỉnh lên xuống ghế. Lên xuống, lên xuống. Đấy. Nói vậy thôi, thế nhưng mà để mà có được một cái bộ ghế như này nó cũng rất mất nhiều thời gian. Và như tôi vừa nói rồi là cái gì mà không làm được bằng ít tiền thì làm được bằng nhiều tiền. Và bây giờ là cái bộ ghế này, nó cái lựa chọn này nó mất khoảng 20 triệu. Và tôi nghĩ là trong vòng khoảng 2 ngày làm việc cật lực đấy. Và làm việc như thế nào thì trong cái video này thì tôi sẽ có thể để cho mọi người xem thấy là sẽ phải làm tức bao nhiêu hạng mục và mức độ chi tiết như thế nào. Đầu tiên như tôi mấy ngày hôm trước tôi vừa quay là sao tôi sẽ phải làm một bộ dưỡng để cố định cái bộ khung ghế vào với nhau. Để tối giản cho mọi thứ, tối ưu cho mọi thứ thì tôi đã phải uốn những cái góc vuông này trước. Sau đó thì mình sẽ hàn tất cả cái này vào với nhau. Hàn vào. Nhìn thấy có bảnh được. Thank you.
Cái mục đích của cái bộ dưỡng là sao, là giữ tất cả những cái thông số của nhà xuất để làm sao nhà xuất người ta có thể thiết kế góc nghiêng, góc ngả các thứ của cái ghế nó cố định rồi, và bây giờ tôi không muốn thay đổi nó mà tôi sẽ phải làm bộ dưỡng để giữ cái các góc của ghế trước khi mà mình gắn các motor vào để mình điều khiển ngang hay là lên xuống như này. So easy. Sau khi tôi đã hoàn thiện cái bộ dưỡng này rồi thì mình sẽ đặt cái bộ gá này vào để định tâm cái trục xoay của cái ghế. Sau đó sẽ gắn motor lên, định tâm bằng cách ở đây. Gá vào đây. Đây. Tôi sẽ phải làm một cái bộ gá như thế này để định tâm, để xác định cái vị trí của cái trục xoay ở đây. Để cái góc xoay nó sẽ không thay đổi. Đấy, sau đó mình sẽ cắt đây để gắn motor đây. Đấy. CNC chạy cơm. Mà nhìn bảnh phết đấy. Cắt cái này ra, gắn cái motor này vào đây. Như thế này. Trượt lên trượt xuống, đây là cái giá đỡ của motor lên xuống. À, chả... là cái này đúng là kim chỉ đá lửa không ạ? Đã xong cơ cấu đẩy dọc ghế. Sau khi mình làm cái bộ dưỡng xong thì mình sẽ bắt đầu đưa cái ghế cũ lên, sau đó mình sẽ cắt tất cả những cái bản lề đây ra. Mình đưa cái bản lề mới vào và sau đó và bây giờ anh Đức anh sẽ phải cắt toàn bộ cái phần lưng này ra và hàn cái phần bản lề này vào. Thì các bạn lề cũ của nó này nó không điều chỉnh được, đúng không nhỉ Đức nhỉ? Nó chỉ có một góc rất là hạn chế thôi. Và đây là sẽ phải dùng cái bản lề mới tôi vừa hàn đây. Vào đây. Hàn đây. Làm ghế. Ok. Nó sẽ mất một chút thời gian để làm quen, nhưng mọi thứ cũng ok thôi. Đấy, đây. Đây, dựng đứng đây. Dựng đứng thì phải hơi nhiều. Nhưng mà ngả. Bởi vì cái không gian của xe nó hạn chế rồi, đâm ra khi mà mình ngả ra cái ghế nó sẽ phải hơi đẩy lên trên một chút. Đấy, life so easy, comfortable. Đấy.
có vẻ ổn đấy anh chị ạ. Thôi mình đi làm đi cầy tiền để độ ghế điện thôi.